Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tin 24 giờ. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ cho biết United Airlines lại có thêm một vụ rắc rối với chó lần thứ ba chỉ trong vòng một tuần. Chuyến bay số 3996 từ phi trường của Newark đến thành phố của St. Louis đã phải đáp xuống Akron, Ohio, sau khi phi hành đoàn đã tìm thấy một chú chó được đưa nhầm lên phi cơ. Phi cơ đã phải đáp xuống Akron để đưa chú chó xuống, và sau đó thì chú chó này được chuyển về đúng nơi chú phải đến. Bản tin trên không cho biết là chú chó phải đến là nơi nào. United Airlines đã bồi hoàn phí tổn thiệt hại cho tất cả các hành khách trong chuyến bay nói trên khi phi cơ phải chuyển hướng. Vào hôm thứ Hai vừa qua, thì chú chó tên là Coquito đã chết khi tiếp viên buộc hành khách phải đưa chú chó vào trong khoang hành lý trên đầu của hành khách. United Airlines đã bào chữa vụ này cho rằng tiếp viên đã không biết là có chú chó trong hộp hành lý nói trên. Vào hôm thứ Ba, một phi cơ đã đưa nhầm một chú chó khác sang Nhật thay vì đến Kansas City của tiểu bang Missouri. Hai chú chó đã đi nhầm đến nơi khi phi cơ đổi trạm tại Denver, tiểu bang Colorado. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia NTSB đang điều tra vụ sập cầu đi bộ tại Miami. Các báo cáo hôm thứ Sáu cho biết các kỹ sư đã tìm thấy một vết nứt trên cây cầu trước khi cây cầu nặng 950 tấn đổ sụp xuống và đè lên trên một số xe cộ tại một ngã tư đông xe và bậc nhất ở thành phố Miami. Có 6 người đã chết và khoảng 10 người bị thương trong tai nạn nói trên. Một chuyên viên điều tra của NTSB cho biết cuộc điều tra đang tiến hành và chưa có nguyên nhân rõ rệt. Theo ông, vết nứt không thể làm cây cầu sụp đổ như vậy. Một bản tin trước đó cho biết cây cầu đã sụp đổ trong khi các kỹ sư đang gia tăng mức căng của dây cáp trong một thử nghiệm có tên là Stress Test. Cây cầu trị giá trên 14 triệu đô la đã được chế tạo ở một nơi khác và chỉ mới được gắn vào sau 6 giờ lắp ráp. Cây cầu dự định khánh thành và cho người đi bộ qua lại trong năm 2019. Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết hãng Caterpillar đã tái cấu trúc cắt giảm 880 công việc. Hãng Caterpillar Inc. sẽ đóng cửa hai cơ sở, một tại Waco của tiểu bang Texas và một tại Panama. Ngoài ra, thì một nhà máy sản xuất ở tiểu bang Illinois cũng bị đóng cửa để có thể sắp xếp công việc dời về nhà máy khác tại Winston-Salem của tiểu bang North Carolina, hầu gia tăng lợi tức và tránh lỗ lã. Tuy vậy, thì việc sắp xếp trên sẽ làm cho ít nhất là 880 nhân viên sẽ bị mất việc. Caterpillar là một hãng chuyên sản xuất các máy dùng trong các nông trại và các máy điều hành các vật dụng nặng nề đã hồi phục vào năm ngoái, sau khi mức buôn bán bị giảm đến 40% từ năm 2012 cho đến năm 2016. Hãng này phải xem xét lại đường lối tính toán sản xuất, thay đổi cơ sở. Với tình hình thép nhập cảng đã bị áp đặt thuế nhập nội là 25%, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cả nguyên liệu dùng để sản xuất máy móc của Caterpillar. Caterpillar có đến 116.700 công nhân trên khắp thế giới. Phi cơ thân hẹp Boeing 737 mã 7 mới được chế tạo bài thử trưng bày đầu tiên. Đây là phi cơ thuộc loại nhỏ nhất của gia đình Boeing 737 mã 7, chỉ chở được 138 hành khách. Phi cơ đã được xuất xưởng và bay thử trưng bày đầu tiên. Phi cơ có vẻ không được nhiều khách hàng ưa chuộng vì số lượng đặt mua vẫn còn khá thấp, chỉ gần được 100 chiếc trong số 4.000 chiếc của loại MAX. Phi cơ đã cất cánh và bay hơn 3 giờ trên không phận của tiểu bang Washington trước khi hạ cánh an toàn tại nơi xuất phát. Phi cơ đã bị phi cơ Bombardier của hãng Canada cạnh tranh kịch liệt, gây xích mích cho cả hai quốc gia Canada và Hoa Kỳ. Hiện nay đang có 2.500 phi cơ nhỏ cùng với loại phi cơ này đang sắp hết hạn bay và cần được thay thế. Chiếc phi cơ loại nhỏ 737 thuộc dòng MAX-9 sẽ được bàn giao cho khách hàng đầu tiên vào tuần tới. Phi cơ 737 đã bắt đầu được chế tạo từ năm 1968 và tuần trước hãng đã làm lễ kỷ niệm ngày xuất xưởng chiếc phi cơ thứ 10.000. Kính thưa quý vị, người Hoa Kỳ gốc Iran ăn mừng năm mới gọi là ngày Nowruz. Vào hôm thứ Sáu thì nhiều người Hoa Kỳ gốc Iran đã tụ tập tại thành phố lớn, đó là Los Angeles, để ăn mừng năm mới Iran gọi là Nowruz. Hôm thứ Sáu thì chỉ mới là ngày thứ Sáu ngày 16 tháng 3, trong khi ngày lễ năm mới là ngày 21 tháng 3. Trong khu vực của Skid Row của thành phố Los Angeles, những tình nguyện viên của người Hoa Kỳ gốc Iran đã hợp tác với tổ chức từ thiện tên là The Midnight Mission để phát thức ăn cho hơn 2.000 người đàn ông, đàn bà và trẻ em vô gia cư. Trong khi họ ăn uống đã có các ban nhạc giúp vui với các ban nhạc truyền thống của người Iran. Lễ đầu năm gọi là Nowruz đã có từ hơn 3.000 năm tại Iran và tất cả các dân chúng của Iran đủ mọi thành phần, mọi tôn giáo, kỷ niệm và tôn vinh một thời kỳ tâm linh sâu sắc mà theo người Iran đó là thời kỳ ánh sáng, soi sáng bóng đêm,
là ngày mà mọi người đều mở lòng nhân ái để yêu thương và đoàn kết. Bản tin đời sống tiếp theo cho biết ngày lễ St. Patrick's Day tại Savannah, tiểu bang Georgia. Ngày lễ St. Patrick's Day vào ngày 17 tháng 3, đây là lễ kỷ niệm ngày qua đời của Thánh Patrick, vị thánh của dân ái Nhĩ Lan. Hầu hết các tôn giáo như Thiên Chúa Giáo, Anh Giáo, Eastern Orthodox Church và Lutheran Church đều kỷ niệm ngày St. Patrick's Day. Đây là ngày lễ lớn của dân ái Nhĩ Lan. Trong ngày lễ thường có các cuộc diễn hành và người tham dự mặc y phục màu xanh lục và dùng biểu hiện là ba lá shamrock dính chùm vào nhau để tượng trưng cho việc Đức Chúa Trời có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Năm nay, lễ St. Patrick diễn ra tại thành phố Savannah sẽ có sự tham dự của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Pence. Vì vậy, an ninh sẽ được tăng cường trong vùng có diễn hành. Phó Tổng thống có gốc gác từ Ái Nhĩ Lan. Ông nội của ông đã từ Ái Nhĩ Lan đến Hoa Kỳ vào năm 1923. Gia đình theo Công giáo nhưng ông vẫn tự nhận là người thuộc nhánh Evangelical Catholic. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị cùng đến với các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.